Thanh Hải xin chào mừng cô chú anh chị em đã đến kênh Lúa Hậu Giang Vlog nha. Các bạn cô chú ơi, bên này hãy mời cô chú theo dân cô Hải đặng mình làm trộn phân mình gãy rau nhút nha. Thì lúc này hôm nay trong quá trình cái phân mình xịt đó, mình xịt thì phân đen á, thì lạnh như thời tiết không ổn như mỗi năm cô chú ơi. Mình xịt xưa bị giàn lá quá, giờ mình gãy cô chú nha. Mình gãy thì hai đợt gãy, đợt khổng mình không quay, đợt này quay á, cái đợt này gãy đang mình bán rồi. Mình gãy phân thì mình trộn nay là 64 cô chú nha. Phân đen á, phân đen mình cũng trộn này nè. Đây là DB. DB cô chú nè. DB mình trộn lên á, DB với con UG á. Còn hộp quá trời. Mình trộn mình đổ đây cô chú. Thì mình nên mình gãy bằng máy luôn. Mình không có gãy bằng tay nó nhiều quá. Mình gãy đây rồi ngày mai gãy nữa. Tại vì mình gãy một lần thì bán không kịp đâu. 4 ngày sau mình bán nữa thì nó không kịp. Mình làm từ từ á. Ngày mai mình gãy cái kia gì đó. Thì mình trộn gì cái chút. Mình trộn gì nè. Mình trộn vô đây rồi chứ bao mình trộn mình đổ luôn. Giống như là 10 ký trong gãy là 10 ký, nhưng mà 10 ký này thì có là nó 6 ký phân lạnh và 4 ký DB một chút. Mình chọn mỗi tính tính là 10 ký vậy đó. Nhưng mình đổ đầy máy thôi vậy đó. Tất nhiên là 10 ký đó. Mình chọn gì của chú đó. bốn năm bữa sau là mình bán rồi cô chú. Tiếng gì nè đó, đô máy thôi, đậy thôi à. Cái gì được anh. Mình em nông dân làm bài bọn cô chú, không chuyện bài bọn làm bài bọn. Bữa nay mình đi ra. Mình dắt tấm nó ngoài sụt của chú á. Mời chú Trần Hải ra giường nha. Rồi mình mời cô chú theo Trần Hải ra giường giải con nhóc của chú á. Chiều cũng chiều rồi. Rồi đi.
đây mâm cũng chân dạng rồi, ở dưới tới trên đó máy cũng mau, nhà máy cô chú đã chứ mau chứ mà người ta chắc lâu lắm. Đằng ngoài chú xíu thỉnh khác thôi, đằng hãy gãy tới trên đằng bán ra cô chú. Đây cũng chân dạng này, chiều cũng 5:30-6 giờ cô chú ơi. Thì hãy cũng cảm ơn cô chú chị em đã xem kênh của Hai Lúa nha. Hãy xin chào, chúc cả nhà tốt lành vui vẻ nha. Xin chào, bye bye, bye, bye.